Xin chào mọi người đến với kênh YouTube của mình trong hôm nay. Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để có thể tạo ra một cái quả bóng đơn giản mà không mất nhiều chi phí nha mọi người. Đây, đầu tiên mọi người sẽ chuẩn bị cho mình một quyển sách hoặc là tờ giấy cũng được. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình cái nào mà bỏ nha mọi người. Đây. Ok, mình đã xé được những tờ như thế này. Đây là sách mà mình đã học học qua và mình đã lên lớp rồi. Và kiểu như là qua lớp thì chúng ta những cái sách này không muốn chúng ta có thể lấy mọi người. Đấy, đây là sách vật lý. Mình cứ xé ra nhé. Mai là ngày mình đi đá lấy giải mọi người. Đi cúp với mọi người. Đấy là đá kiểu đá ở ở trường mọi người. Hôm nay mình sẽ làm video tập luyện đá cho mọi người xem nhé, làm bóng cho mọi người xem nhé. Nội dung chủ yếu là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách để làm bóng nhá. Đây mình sẽ chuẩn bị khá là nhiều ở đây, nếu các bạn còn thiếu các bạn sẽ chuẩn bị tiếp nha mọi người. Mọi người sẽ chuẩn bị tiếp cho mình. Đấy, ok, thì chúng ta sẽ bóp lại nhá. Ở đây tối quá nhỉ. Ok, kệ đi. Ok. Mình đang lấy cái độ sáng của nó mọi người ạ. Tối tối này. Thôi kệ đi mọi người. Đầu tiên mọi người sẽ vo cho mình vo lại một cái hình tròn này nhá. Vo lại. Bóp chặt cái chỗ này, các bạn quan trọng là phải làm cứng nha mọi người. Đây. Đây, mọi người sẽ chuẩn bị tiếp cho mình là cuộn này, gọi là bọc thực phẩm hoặc là băng dính nha mọi người. Mình nghĩ là bọc thực phẩm nó tốt hơn, nó dễ cuốn hơn đấy mọi người. Còn băng dính thì nó có thể là nó sẽ chắc chắn hơn cái này nhé mọi người. Mình thì mình có thể mình sẽ sử dụng hai cái nha mọi người, để mình xem như thế nào. Mình cái bọc thực phẩm là nó làm thì nó đẹp hơn. Đây mọi người sẽ cuốn đều nhá, cuốn cho nó thành tròn hay không tròn tí không biết, bởi vì nó đá được là được rồi. Ok, đây chúng ta sẽ được quả như thế này. Đấy, tiếp theo chúng ta sẽ cứ lần lượt mà như thế này nhá. Đây, ở cái chỗ này thì mọi người không cần đới bọc thực phẩm nữa, các bạn hãy cuốn vào đã, cuốn thành quả to nhá. Vừa quấn vừa bóp bóp cho nó chặt chặt lại tí nhá, nó lỏng đá nó không được sướng tí nào đâu. Nói chung mọi người đây là do kích thước của mọi người nhá, mọi người muốn bé thì mọi người cho ít giấy, còn muốn to ví dụ như quả này đi, ví dụ các mọi người muốn cỡ tầm này thôi thì mọi người sẽ quấn lại bằng băng dính hoặc cái này bằng thực phẩm ấy. Còn mọi người không muốn như thế thì mọi người muốn to hơn thì mọi người làm nhiều giấy hơn. Đấy, tùy thuộc vào giấy của mọi người có. Đấy là mọi người cứ cầm vào mọi người bóp. Đây, ví dụ chúng ta bóp cái này vào. Đấy, ta bóp cái này vào thì chúng ta lại đổi lên đầu này. Đổi lên đầu này nhá. Đổi đầu này chúng ta lại bóp tiếp. Đấy, các bạn nhìn kỹ nhá. Đấy. Rồi chúng ta lại cầm lên, lại tiếp tục úp cái đầu này xuống. Đấy, càng to thì nó nhìn nó bắt đầu khác hơn này. Mình nghĩ là có một bạn số bạn sẽ tìm thấy cái video này để tìm cách làm quả bóng mà không mất nhiều chi phí.
Vì vậy nếu mà bạn nào yêu quý mình, các bạn xem hết video giúp mình nhé. Ok, sau khi cuốn được như thế này, nó hơi lối rối thì các bạn sẽ tiếp tục dùng băng dính hoặc bọc thực phẩm. Bọc thực phẩm này mình mua từ lúc Tết rồi. Mình làm cái gì thì mọi người cũng biết rồi đấy nhỉ. Làm để chơi Tết đấy mọi người. Đây, đây mọi người sẽ bóp cho nó đều lại tí nhá. Đừng bóp chặt quá tóc hụt to nó. Bóp cho nó chắc là được. Đây. Đấy nhá. Mọi người thấy bọc thực phẩm như thế nào? Thực phẩm nhìn tiện hơn phải không mọi người? Mình nghĩ là băng mọi người mua cái này về này mọi người, thảo thì mọi người làm tiếp thì vẫn còn mọi người ạ. Cái này nó được khá là nhiều. Còn nếu mọi người thấy tốn kém, mọi người có thể mua luôn quả bóng về. Đấy. Nếu nhà của các bạn có thì nó tiện hơn. Wow, các bạn thấy đẹp không mọi người? Đấy, mình tiếp tục nhé. Tuy nhiên có nhiều muỗi mọi người. Cái này vẫn chưa đủ mọi người ạ. Mình sẽ nói chung là sẽ làm luôn cả quyển đi. Để sách lớp 8. Đây, cách đây 1 năm rồi. Hiện tại đang học lớp 9 mọi người. Nói chung là về học lớp thì cũng chẳng quan trọng đâu mọi người. Quan trọng là làm video này cho mọi người xem là được. Đấy, đến cái đoạn này phức tạp thì nó khó bóp vào mọi người, nó gò bó đó. Mọi người nên dùng bọc thực phẩm hay là băng dính quấn thật chặt để cho nó không bị khi đá nó không bị bong ra nhá, không bị thất vọng buồn chán gì nó. Mọi người có ý tưởng gì hãy comment xuống bên dưới để mình làm cho mọi người xem nhá. Mình biết là một số bạn sẽ cần tới những video mà mọi người cần thiết nữa. Mọi người hãy comment xuống, mình sẽ hướng dẫn mọi người làm. Mình sẽ làm cho mọi người xem. Mình thấy hay mình làm nhá. Và có thể không hay thì nó nhiều like thì mình vẫn làm.
Mọi người xem. Đấy, sau một thời gian thì mình cũng đã nâng cấp lên, gọi là to hơn đấy. Đấy, còn mỗi chân này là hết rồi mọi người. Bây giờ cuốn lại là đẹp ngay mọi người ạ. Video mình nó hơi tối vì nắng ở ngoài trời kia nha mọi người. Thì mình đặt trước kia thì nó lại đặt trước kia thì nó hơi nắng. Nó chiếu về nữa nó nóng ấy mọi người. Chỗ đấy nó tuy là nó mát thật nhưng mà mặt trời nó chói vào mặt mình. Nước mát mình sẽ cầm ra sân đá mình xem. Mình thì mình không giỏi về cái môn đá bóng này đâu nhưng mà mình ở làng đôi lúc mình hay chơi ấy mọi người. Thế là mình chia sẻ cho mọi người cái trò chơi này. Chắc một số trường các bạn sẽ biết đến cái quả bóng này rồi nhỉ. Nhưng trường bị trường cầm đá bóng nên là chế thành các loại này luôn. Kiểu đá bóng ở trường bị vỡ kính ấy mọi người. Vỡ cái cửa sổ. Không biết trường bạn như thế nào nhưng trường mình gặp rất nhiều trường hợp như thế. Đấy mọi người, trước tiên mọi người quấn cho mình, quấn cho nó đỡ lộn xộn đó. Trước tiên là nên giải quyết những cái thứ mà nó khó khăn đó. Tí nữa hỏng rồi. Bước này cũng khá là quan trọng mọi người. Là để mọi người nên bóp nha. Mọi người nên bóp đều. Bóp đều cho không khí ở trong những cái cuốn này này mọi người. Nó hay thường hay bị hỏng ấy. Nhưng mà băng dính mình nghĩ là nó không bị như thế này. Đây. Không nên đâm thủng nhá, đâm thủng thì nó có lỗ đá sau này nó bị hỏng. Các bạn nên bóp đều, bóp đến khi nào mà cảm thấy được là được. Đây, xong rồi bóp, nói chung bóp vừa bóp, bóp cho nó tròn lại hợp ý của mọi người nhá. Đấy, vẫn phải cuốn nhá, xong rồi bóp xong mình cuốn tiếp. Bóng này nó sẽ không được bẩn đâu mọi người ạ, nó nhẹ lắm. Bây giờ là 5 giờ chiều. Trời vẫn còn đang nắng chưa lặn mặt trời. Cuốn thật nhiều cho nó bền nó chắc nhá. Nhưng mà cũng sắp hết rồi. Nói chung là cái này khá là lâu á. Bóng này mình không chắc là không bền. Nói chung là của mình giữ thì nó sẽ bền thôi đấy. Không thể biết trước được nó bền hay không bền. Bởi vì cái gì cũng thế thôi. Nếu mình không giữ thì nó không bao giờ nó bền. Đúng không mọi người? Quá đúng còn gì nữa.
Đấy, mọi người thấy càng dần càng đẹp không mọi người? Đẹp không? Úi, thôi sao, con nãy giờ không để ý. Úi, hết rồi. Ôi, hết rồi mọi người ạ. Đây, hết rồi. Mình cứ tưởng nó bị gì cơ, hóa ra là hết. Nó bị thế. Ok đây nha mọi người. Đấy mọi người thấy tròn không? Ngoài nhìn mình thấy ok đấy. Nó không được nảy lắm nhưng mà nó đẹp. Cứ bỏ những cái phần thẳng đó. Ok, bây giờ mình dọn cũng nha. Okay. Chuẩn bị mình đốt rác cho mọi người. Nhiều rác quá rồi. Mọi người nhìn cái thùng rác này. Mọi người nhìn cái thùng rác này. Tràn ra ngoài luôn mọi người. Thế nha mọi người. Không biết là lấy nét ở đâu được nhỉ. Chắc là lấy nét ở đây nhá. Ai. Đây mọi người. Đây. Mọi người có thể quan sát nhá. Mọi người quan sát là bóng của mình đây. Đây. Đây ui, nó khó nâng hơn mọi người. Loại bóng này mình thấy là khó nâng, rất là khó nâng. Nó không giống bóng kia, nó không được đẩy. Đấy, mọi người thấy không? Nó không bổng lên đấy mọi người. Nói chung bóng này chỉ dành để một là tập luyện đấy mọi người. Đây, mọi người xem nó đẩy nhá. Đấy. Đây cỡ mạnh nhất nha. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng nó cũng ok phết đấy. Đấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ tập thôi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tập bóng rồi. Để mã đá mọi người. Sau một lúc đá thì mình thấy là bóng nó bị xước sát như thế này mọi người. Đấy.
Thật ra là những cái động tác này mình tập là mình học trên mạng nha mọi người. Mình đang tập tập học trên mạng cái bi. Tập để học theo ấy mọi người. Chứ không phải là đây là mình đá đâu nha. Mình không phải dạy mọi người đâu nha. Mình test thử một quả bóng này, quay video cho mọi người xem thôi nhá. Đấy, mong mọi người, nếu mọi người thấy hay thì các bạn xem. Còn các bạn không thấy hay thì các bạn có thể lướt qua video này nhá. Ok. Những cái động tác này mình vẫn chưa thạo ấy. Vừa đấy mình mới xem mọi người ạ. Ôi giời. Mình sút một cái gãy cái chân quay mọi người ạ. Ôi giời ơi, mọi người nhìn này. Đây, không giấu gì mọi người luôn. Đây. Mọi người nhìn này. Đây. Đây cái chân này. Không hiểu sao nó đây. Đây, mọi khi nó mắc vào đây. Chắc là phải mua qua chân quay mọi người ạ, nó cũng yếu rồi. Ôi giời, mình đá không thấy. À đây kìa. Đây. Mình vẫn còn cái chân nhưng mà cái đấy nó ngắn mọi người ạ. Ôi. Bây giờ dựng bị án vẫn được. Vẫn được nhưng mà nó không chắc chắn mọi người ạ. Ok, tiếp tục nhá. Đặt ở đây nhá mọi người nhá. Nó không được sáng cho lắm, mọi người thông cảm giúp mình nhá. Mình đặt ở đây vì cái lý do là phải có góc quay phù hợp thì mới được cơ. Thế mình sẽ đặt ở đây nhá. Ok mọi người nhá, mình sẽ tập ở đây nhá.
Đánh giá là mình nên tập cách đây phải đánh giá là phải 1 tuần nhờ. Nhưng mà do là mọi người thông báo muộn quá mọi người ạ. Mọi người ở lớp mình ấy. Không biết lấy. Về kia là nhà tôi lúc lúc tầm 5 rưỡi đấy mình tập tiếp nha mọi người, chứ bây giờ mình đang quay video cho mọi người mình tập là nó không vào mọi người ạ. Không phải là không vào mà là mình hơi mệt đấy, vừa quay vừa đá mọi người. Khi đá thì chúng ta không nên uống nước bởi vì nó càng mệt thêm mọi người ạ. Vì vậy chúng ta nên súc miệng thôi nhá. Đấy một cái mẹo của mình học được ở trên mạng mọi người. Ok mình ra đây ngồi nhá. Đây nóng quá mọi người ạ. Mọi người nhìn mình chảy mồ hôi này. Nóng quá mọi người ạ. Mình sạc điện thoại mà chẳng biết nó có vào không nữa bởi vì cái sạc này muốn hỏng.
Nhưng mình chạy một lúc xong rồi gầu nó ra, xong nó ngứa, hơi ngứa tí mọi người. Ôi, tóc rậm khó chịu ấy. Hello bạn gái nha, thì hôm nay mình tiếp tục làm một cái video. Toàn cứ lại mũi con mọi người. Chỉ có một mình ông chú Leon là nghi ngờ tính an toàn của loài vật này. Cuối cùng
hiện trước mặt ông, chính là cô gái béo 100 cân hôm trước ông gặp. Bây giờ cô ấy chỉ nặng 50 cân. Thế ông thì cả tháng rốt cuộc là kết quả như thế nào mà khiến cho một cô gái 100 cân giảm cân nhanh đến vậy? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Lê Ôn cũng là không dám tin. Nhưng cô gái nói giá giảm cân bây giờ đã tăng gấp mấy lần rồi, những người muốn giảm cân cũng phải xếp hàng chờ nửa năm nữa. Thế nên nếu Lê Ôn muốn giảm cân thì vô cùng thiệt thòi đấy. Nhưng khi Lê Ôn đang cảm thấy hối hận, cô gái lại nói một tin tốt. Bây giờ công ty giảm cân đang có hoạt động. Nhưng điều kiện là phải lên chương trình với họ. Lê Ôn nghe thấy chuyện tốt như vậy, lập tức đồng ý. Nhờ cô gái giới thiệu, rất nhanh Adam tham gia chương trình lần này. Trong chương trình, người dẫn chương trình liên tục nói hôm nay là nhật thủ, còn nói trong ngày hôm nay mọi động vật sẽ trở nên sốt. Nói rồi người dẫn chương trình cảm thấy đau đớn. Mọi người đều tưởng anh ta bị đau bụng, nhưng những chuyện xảy ra tiếp theo đến bản thân Lê Ôn cũng cảm thấy may mắn, bởi vì người dẫn chương trình đó đột nhiên bị một con trùng đâm rách cổ họng. Tất cả mọi người đều xuất hiện những biểu hiện bệnh khác nhau. Lúc này Lê Ôn mới hiểu, những người đó đều từng tham gia dự án giảm cân mà những con trùng đã đẻ trứng vào người họ. Lê Ôn lập tức định đến nhà khoa học hỏi anh ta rốt cuộc là chuyện gì. Nhà khoa học mắt ra đã ông không nói được gì. Anh ta nói có thể là do nhiệt độ khiến cho những con trùng đó trở nên thô bạo. Nói xong thì nhà khoa học cũng chết luôn lúc đó, bởi vì chính anh ta cũng tham gia thí nghiệm. Nhưng anh ta khác mọi người ở chỗ, trong người anh là một con trùng mẹ siêu to khổng lồ. Sau khi Lê Ôn thấy vậy, nhanh chóng dùng cái thùng bên cạnh đập chết con trùng. Cuối cùng những người tham gia dự án kia đều chết hết. Lê Ôn suýt chút nữa cũng mất mạng. Thế nên câu chuyện này nói cho chúng ta, giảm cân không có đường tắt, vẫn nên thành thực tập luyện hơn.
mày tìm kiếm vào nhá. Nghe tôi.
phải đau đầu, bảng điểm được gửi về nhà chị gái môn nào cũng được A, còn bảng điểm của Ramona lại bị cưỡng ép lấy từ trong tủ lạnh ra. Ramona là một cô bé cấp 1 rất thông minh. Mình thiếu sự tập trung, thường xuyên ngủ trong lớp, phản đối những cần thiết của việc ép đúng giờ, không tôn trọng người khác. Thank you.
Mọi người, vừa rồi mình cứ chia sẻ về cái bóng như vậy, cách làm quả bóng như vậy thôi. Mọi người tìm thấy video này, mọi người làm theo thì mình thấy khá là vui đấy mọi người ạ. Thì mọi người đã theo cách của mình không biết là đây có phải cách của mình không nữa, nhưng mà đây là mình trước giờ mình làm theo. Đây là ngày xưa ấy, mình cũng đi học với mình thấy mấy bạn làm, mình cũng làm theo ấy mọi người đấy. Của mình là loại này là chưa ai làm, mọi người thử cuốn bằng băng dính, mình làm bằng bọc thực phẩm mọi người ạ. Mọi người thấy hay mọi người bấm like đăng ký để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Mình cảm ơn tất cả bạn đã đăng ký và theo dõi mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhá. Ok, bye bye các bạn nhá. Bye bye.